anh em nhá, thì mình là Tây Giờ Liên Quân đây nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại máy chủ thử nghiệm và để review vị tướng mới ra mắt bên này nhá. Đó là vị tướng Lorion anh ạ. Đó một vị tướng pháp sư khả năng cấu sát thương cực kỳ là đau. Thì bên máy chủ thử nghiệm thì cái bộ chiêu thức của vị tướng này đó việt sắp thì cũng được gần hết rồi anh ạ. Đó gần như là được 90% rồi. Còn mỗi cái hình của chiêu thức ý, đó thì nó chưa rõ thôi. Đó người ta sẽ lấy chiêu thức là hình của vị tướng Roxy nhá. Đó còn về tên của vị tướng này thì nó cũng chưa có nhá. Chứ mình chỉ xác định được tên vị tướng này qua cái chiêu 1 thôi. Đó ấn vào thì người ta có chữ là Lorion khi kích hoạt chiêu ấy. Đó thì mình sẽ biết tên vị tướng này là Lorion nhá. Và ở đây Triệu Vân Nan bùa xanh này, tốc biến bằng cái chiêu 2 đến này. Đó cấu sát thương liên tục luôn. Và vị tướng này sẽ có hai cơ chế, một là đánh gần và hai đánh xa. Và Triệu Vân phải chạy làm sao được khi chiêu 2 mình vẫn còn và chiến công đầu cho mình. Đó đầu chặn lại được thêm cả bùa xanh ấy, quá là thơm rồi. Rồi thì đầu tiên review qua sơ qua về ngoại hình của vị tướng Lorion ấy. Thì mình thấy lõng nát ná vị tướng Roxy nhá. Đó nó kiểu như là mấy cái vị tướng pháp sư nghị viện đấy. Đó trông rất là ngầu nha. Rồi cấu chiêu này. Đó vị tướng này không những thế nó còn có khả năng cơ động rất là cao nhá. Đó thí dụ mình lém chiêu 1 nhá, kích hoạt chiêu 2, đó sẽ tốc biến đến cái điểm mình vừa lém. Thế nên mình nghĩ là vị tướng này nếu ra mắt chính thức, đó thì khả năng cơ động của vị tướng này ấy, đó sẽ rất là mạnh nhá. Nó thuộc tầm cỡ là cao đấy, chứ trên trung bình một tí nhá, chứ còn siêu cơ động thì cũng chưa đến mức. Rồi thì đó chính là cái điểm về khả năng cấu rỉa sát thương vị tướng này nhá. Đó đây là những cái đòn đánh sát này. Đó anh em để ý nhá, cái vị tướng này khi mình lém chiêu 1 ra thì anh em để ý nó sẽ lém ra quả cầu điện. Đó và nếu mình kích hoạt lần 2 quả cầu điện nó sẽ bắt sang một vị trí khác này. Và kích hoạt lần cuối quả cầu điện này nó sẽ nhập vào người của vị tướng Lorion này nhá. Đó cấu điện liên tục luôn nhá. Đó bây giờ lại đủ tầng nội tại rồi thì hãy cấu tiếp tục thôi. Rồi con làng Violet của chúng ta hình như là muốn nhây không về. Rồi cấu cầu điện này và tốc biến chiêu 2 đến hạ gục thành công Violet. Và bà đạo cho mình. Đó bây giờ mình sẽ có ulti nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ test luôn ulti cho anh em xem này. Đó theo cái ulti con này thì cũng rất là hay nhá. Từ từ. Rồi có Alice ở đây rồi, bật ulti. Hất tung lại. Ủi mẹ, sao thường Alice nó nhiều vậy. Rồi anh em thấy sơ qua cái ulti vị tướng Lorion này chưa? Đó cái ulti này nó kiểu như là chiêu ulti vị tướng Roxy đấy nhá. Ví dụ Roxy nó vẫn chiêu xong này chỉ hút tướng địch lại thì vị tướng này nó vẫn chiêu xong và sẽ hất tung tướng địch lên. Đó hất tung cái này không phải hất tung một phát nhá, mà hất tung xong nó còn bị gây choáng ở trên trời cơ. Thế nên cái ulti vị tướng Lorion này thì mình đánh giá rất là cao. Đó về khoản ulti mà khống chế tướng địch mà lại an toàn cho mình. Đó thí dụ nếu anh em biết đến những vị tướng như kiểu Mina này hay là Arum hoặc là Ginder, đó kiểu khi mình ulti thì phải áp sát tướng địch thì mới làm khống chế được. Hoặc là vị tướng Alistar, nó khóa thì nó cũng chỉ khóa được một thành viên thôi nhá, đó không khóa được nhiều mà rất dễ bị bắt. Còn vị tướng này đây nhá, lại bật ulti lại này, hất chiêu 2, đó bay lên trời. Đó anh em thấy chưa, cực kỳ là an toàn đánh cho mình. Và cầu điện lại tiếp tục một lần nữa kích hoạt. Đó dồn sát thương rất là mạnh và như bật ulti xong là mình có luôn cái nội tại nhá. Rồi đã hạ gục thành công cô làng Violet rồi. Nó lại gọi cầu điện về chỗ mình thôi. Đó là chung cái bộ combo của cái này thì nó không quá là dườm dài nhá. Đó chỉ cần cố cấu chiêu 1, đó khi được cầu điện thì hãy di chuyển quả cầu thật là hợp lý để có thể cấu được đối phương nhiều máu hơn nhá. Hoặc nếu ulti này mà anh em kích hoạt ấy mà không dùng cái chiêu 1 để đuổi ulti nó ra thì nó sẽ là gây choáng ở trên người mình. Nó kiểu như là vị tướng Ginder đấy. Đó nếu thanh niên nào đến gần thì nó sẽ bị hất tung lên giờ và khống chế. Nhưng cái chơi cái kiểu đấy thì mình nghĩ là cái điểm hại nó rất là lớn đấy ạ. Vì nó con này nó máu hơi mỏng. Đó nên cứ dùng ulti này quăng chiêu 1 nó sẽ an toàn nhất và tốc biến chiêu 2 đến. Đó giật rất là thốn nha. Nếu những thanh niên nào mà không có đồng đội đến hỗ trợ ấy thì khả năng hầu như là sẽ bị sốc sát thương một cái lần combo ấy luôn. Và tiếp tục bật chiêu 2 kết liễu thành công của bé Alice. Đó nói chung là double kill rồi. Và cái vị tướng này thì theo mình đánh giá nếu nó mà ra mắt chính ấy thì nó cũng là một cái vị tướng mà khả năng là nó cũng là rất là mạnh nhá. Ô con xong hất tung nhỉ, vô lý thật. Ôi tôi chết rồi, mẹ chết rồi, bị hai cô làng này nó truy bắt rồi. Mình nghĩ pha này chạy đâu nhỉ, khả năng là chạy đấy nhá. Và chạy thành công rồi. Violet còn ulti không, hình như là không còn rồi, tí chết. Và tất cả cái lối trang bị là phù hiệu bảng ngọc ngày hôm nay đó thì mình nghĩ là cũng chỉ mang cái tính chất tham khảo thôi nhá. Đó nếu mà cái vị tướng này ra mắt chính thức ý, thì mình nghĩ là sẽ có thay đổi nhá. Tại vì bây giờ mình ra mắt ở máy chủ thử nghiệm
thì khoảng một thời gian lâu sau nữa nó thì mới ra mắt chính thức nhá. Đó thì khi nào ra mắt chính thức thì mình sẽ làm một cái video về vị tướng ngày sau nhá. Đó, nói chung là bây giờ cũng chỉ là trải nghiệm và tham khảo thôi. À và mình nhớ không nhầm trong cái bản cập nhật lần này của máy chủ thử nghiệm ấy, đó là cũng thay đổi luôn cái trang bị. Đó, mình nhớ không nhầm là cái trang bị kiếm Morganus mình nhỉ, kiếm hồng hồng mà kháng phép ấy. Ôi thôi chết này. Dùng chiêu không quen tự nhiên lại ấn nhầm bay vào rồi. Mà không sao, vẫn là chạy ra được. Đó thì cái kiếm đấy mình nhớ không nhầm là mùa sau nếu mà các vị tướng xạ thủ chơi ấy, đó thì có thể rất dễ khắc chế với những vị tướng như kiểu Pain này hoặc là Zeal. Đó, thậm chí cả vị tướng Lorion này luôn. Tại vì cái kiếm đấy bây giờ là sẽ bắp cho mình thêm một lượng giáp phép nữa nhá. Đó, lên cái kiếm đấy hầu như là sinh ra để cho xạ thủ khắc chế với vị tướng pháp sư nhá. Rồi thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay thì test về vị tướng Lorion này. Đó, nếu anh em để ý nhá thì từ pha nào mình sẽ dùng ulti nhỉ. Đó, bây giờ mình sẽ dùng ulti này. Đó, cái ulti thì nó lúc dùng ấy thì nó sẽ không cấm những phép bổ trợ nên mình nghĩ là có thể combo với cái tốc biến rất là mạnh. Rồi, nhưng mà pha này thì cấu rỉa gần thì không cần gì tốc biến ạ. Bây giờ thì 6 phút 9 mạng rồi. Đó, một cây dây khá là xanh xao nhá. Đó, bây giờ những cái thanh niên nào mà thích đánh nhau thì ra 1-2 giật là cũng lên bảng đếm số rồi. Ô, Violet làm sao này? Ủa, quả này giật không tới nhỉ? Không tới rồi. Cay quá nhỉ? Giật thêm 1-2 cái nữa là chắc ăn được mạng Violet rồi. Mà không sao, phải mình sẽ tiếp tục đẩy trụ nhá. Nó đêm tay bị tướng này thì nó không có gì đặc nổi trội nhá. Đó chỉ như đêm tay bị tướng pháp sư khác thôi. Đó khá là ít, đó nó không kèm theo công phép. Kèm mình nghĩ là bị tướng này đục trụ nó hơi khó khăn rồi. Rồi, đã thấy cô làng Violet bóng dáng đây rồi. Tiếp tục dùng ulti hất tung và bay màu. Đó đúng một combo thôi. À đây lên bảng điểm số. Đó cái mấu chốt của vị tướng này thì có hai mấu chốt. Đó một là anh em sẽ dùng cái quả cầu điện khi mình tích đủ loại tài hợp lý này. Và thứ hai quăng trúng ulti bằng cái hất tung ấy. Đó thì hầu như là không kẻ thù nào chạy được với những cái phát giật điện của vị tướng Lorion này đâu. Rồi mình xin bùa xanh là Death Trai. Rồi thì bây giờ sẽ tiếp tục farm nhá. Đó vị tướng này theo mình đánh giá thì nếu đi mid thì nó sẽ mạnh hơn đi rừng ấy. Thì đi rừng mà cái dạng đầu chặn ấy mà điện nó giật hơi yếu thì mình nghĩ khả năng nó cũng sẽ hơi khó để farm lính. Rồi đây có hai thành viên team bạn ulti bật lên là hất tung được triệu vân, bật chiêu ai kích hoạt kèm theo và có điện tích được bật lên rồi. Và di chuyển điện quá là đẹp và gục đi ba thành viên team bạn cái tình huống này. Rồi thần thánh rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ cố là đi chung với team và thắng luôn nhá. Team mình bây giờ vẫn chưa đi chung em, đó vẫn đi lẻ thôi. Đó này thì biết bao giờ thắng đây. Rồi cấu rẻ của cái thằng này đánh đau vậy, và mình sẽ tốc biến và chạy nhá. Đó trầm trọng tình huống này bây giờ mình đi xem vào thử nghiệm này cũng chưa bằng ngọc hút máu nhá. Đó nó chỉ cho là phun tướng ở trên ngọc thì mình phải tự mua nhá. Và up anh em, nó up thì nó cũng rất là đắt rồi. Đó nên mình chưa bằng ngọc hút máu, nếu bằng ngọc hút máu mình nghĩ vị tướng này nó cũng rất là mạnh đấy. Nó cứ bật chiêu điện lên này rồi vào giao tranh hút gần như là phun cây luôn. Alice đi đâu vậy bạn ơi? Ủa, không biết hạ không nhỉ? Mình nghĩ là khả năng là không hạ rồi, tại vì chiêu nó cũng chưa tới tầm. Bây giờ còn từng lấy máu thì mình nghĩ là với cái nội tại của cái gì nhỉ? Cái huyền trượng Hera mình nghĩ là khả năng không phải biến về đâu. Đó vô rừng giặt được một hang quái thì mình nghĩ chắc phun cây thôi. Và trên đường này có sự xuất hiện của Triệu Vân này và Malok. Từ nhà mình đã có ulti rồi. Đó, kích hoạt ulti trước này, đợi mấy thanh niên kia đánh nhau gần xong lém chiêu một và hất tung thần thánh cho mình. Tiếp tục với thanh niên Malok nhỉ, và hạ hỗ trợ rồi. Đó, thế những tình huống như lấy chỉ chơi, chỉ đúng cái combo ulti chiêu 1 và chiêu 2. Đó, theo như là đối phương nó sẽ bị điện giật là lên bảng điểm số hết thôi. Rồi, pha lại, đây có Violet đây rồi. Rồi, Violet chạy làm sao được, vì tầm của chiêu 1 này nó rất là lớn. Đó bây giờ mới để ý tầm rộng của chiêu này anh em, nó gần bằng một cái chiều rộng của một cái chiều ngang cái gì nhỉ? Gần bằng một cái chiều rộng của cái lên anh em. Đó lên một khi nó đã giật rồi thì hầu như là rất là khó chạy nhá. Đó cách chạy tốt nhất mình nghĩ là để zip nó hút vào bụng này, đó rồi lăn đi thì nó sẽ là rất là an toàn. Rồi đã có Triệu Vân và Malok ở đây rồi, hất tung được hai thanh niên này thì hai thanh niên này xác định với mình rồi. Có giật thì thôi rồi, khỏi bàn. Rồi chạy đâu Triệu Vân đây và thần thánh cho mình. Tiếp tục là Vera này, Vera của này không chạy là mình nghĩ cũng lên bảng điểm số thôi. Đó chạy là gì nữa bạn ơi, nó double kill luôn.
Và quả này thì mình nghĩ là đẩy thắng lên được rồi. Và cũng như mọi lần thôi anh em, cách chơi là cách đánh thì mình sẽ nói luôn cách khắc chế nhá. Thì theo mình chơi qua một vài trận của vị tướng gì nhỉ? Cái con này tự nhiên lại quên tên nhỉ? Lorion này. Đó thì mình nghĩ là nếu anh em mà vào xe vào chính thức ấy thì mình nghĩ là lên những món đồ khá hút máu. Tại vì nếu chơi vị tướng Lorion này, người ta sẽ lên rất nhiều hút máu đấy anh em. Bởi vì cái tầm chiêu nội tại vị tướng Lorion ấy một khi đã giật thì rất là thấm. Đó nên mình nghĩ là lên khá hút máu thì nó sẽ ok hơn nhá. Còn về phần khắc chế cứng của vị tướng này, mình nghĩ là anh em lên chơi vị tướng như kiểu Châu Na này. Đó, vị tướng này hất tung lên phát thì Châu Na hóa giải khống chế. Đó thì rất là ok. Và lên những món đồ phụ trợ như kiểu cái gì nhỉ? Món đồ phụ trợ giải khống chế này hoặc là thanh tẩy. Đó thì khắc vào vị tướng này cũng rất là dễ rồi. Và đây, cô làng Vera thì bay màu luôn Vera. Giờ khả năng mình sẽ đẩy chuỗi nhá. Và clip mình đến kết thúc nhanh nhá. Nếu anh em nào sẽ cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhá. Bye bye.